Công điện số 01 CD trên BCLP hồi 7 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8 năm 2007. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố. Điện: Chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ, Bộ chỉ huy quân sự thành phố. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hồi 1 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2007, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 12,1 đến 13,1 độ vĩ Bắc, 113,8 đến 114,8 độ kinh Đông trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít di chuyển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía nam biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Thực hiện công điện số 26 CD trên BCLBTW hồi 10 giờ 30 ngày 1 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, để tránh chủ quan, thiếu sót, bị động trong ứng phó với mọi tình huống, nhằm giảm thiểu tối đa các thiết bị thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố đề nghị Chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ triển khai thực hiện phương án số 46 trên PA PCLB ngày 12 tháng 4 năm 2007 của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố về việc đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, nắm số lượng, vị trí tàu thuyền, thuyền viên trên mỗi tàu, duy trì thông tin liên lạc với các tàu thuyền, đặc biệt là các phương tiện tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Thông báo thường xuyên cho các thuyền trưởng, chủ tàu thuyền hoạt động nghề cá, các phương tiện vận tải trên biển và dân cư ven biển biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để có biện pháp chủ động phòng tránh. Hướng dẫn các chủ phương tiện triển khai các biện pháp phòng tránh, đề phòng tố, lốc xoáy cục bộ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Thường xuyên báo cáo số lượng tàu thuyền, ngư dân ra khơi đánh bắt xa và gần bờ, tàu thuyền đang trú ẩn, nằm bờ về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố, số phắc 8232742, số của trực ban, hoặc 8233811, số của văn thư, đồng thời chuyển qua hai địa chỉ email cctlpclb.snn@tphcm.gov.vn và ban chỉ huy pclb@hcm.fbt.vn. Do áp thấp nhiệt đới đang ở vĩ độ thấp gần với thành phố và đang diễn biến rất phức tạp, đề nghị các đơn vị địa phương nêu trên tiếp tục tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến, hướng đi của áp thấp nhiệt đới, duy trì lực lượng, phương tiện thường trực tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch của đơn vị, địa phương mình và triển khai các biện pháp phòng tránh, sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống. Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 2 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12 đến 13 độ vĩ Bắc, 113,5 đến 114,5 độ kinh Đông trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 39 đến 61 km một giờ, giật trên cấp 7. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới ít di chuyển. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có mưa to và gió mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang và Vịnh Thái Lan từ hôm nay có gió giật trên cấp 6, biển động. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc mạnh. Các tỉnh miền Đông và ven biển đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều và đêm có gió giật mạnh rất nguy hiểm. Vùng ven đồi núi sông suối nhỏ ở Bình Phước, Đồng Nai cần đề phòng lũ quét, lũ ống. Mực nước thượng nguồn sông Đồng Nai tiếp tục lên khá nhanh. Áp thấp nhiệt đới đang diễn biến rất phức tạp, đề nghị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tiếp theo.